Mến chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm một cái túi đựng viết Pororo. Rất là dễ thương. Ở đây chúng ta có một cái bộ kit. Và trong bộ kit này có sẵn đầy đủ dụng cụ để các em có thể làm ra được chiếc bóp viết này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa ra một cái tấm mà có cái lỗ ở giữa như thế này. Sử dụng súng bắn keo, các bạn nhỏ sẽ bôi quanh cái đường này nha. Tiếp theo thì lấy cái dây kéo rồi dán lên. Thế là chúng ta đã làm xong được cái mặt sau rồi nè. Chuyển qua là chị sẽ làm mặt trước của chiếc túi bóp viết đựng bút này nha. Chúng ta sẽ lựa ra những cái hình và bắt đầu dán theo thứ tự như là chị chim xinh đang dán, để chúng ta có thể làm ra được hình chú Pororo rất là dễ thương. Các bạn nhỏ có thể sử dụng súng bắn keo hoặc là keo sữa, hoặc là ngoài ra thì có thể dùng kim để khâu. Dùng kim để khâu thì sẽ chắc chắn nhất, nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian của chúng ta. Nếu bạn nhỏ nào mà có thời gian nhiều thì chúng ta vẫn có thể dùng kim để khâu nhé. Còn không thì có thể dùng súng bắn keo hoặc là dùng keo sữa cũng được. Những dụng cụ này các em có thể mua ở trong nhà sách, chị đều thấy có bán nha. Và cái bộ kit mà làm ra cái bóp đựng viết này đều có bán tại shop của chị Chim Xinh. Bạn nhỏ nào muốn mua thì có thể gọi điện thoại đến số 0979 08 6789 nha. Gần xong rồi, chị đã dán hai cái mắt kiến rồi. Tiếp theo là sẽ dán con mắt và trang trí thêm một chút trên phần cái nón nữa là sẽ hoàn thành xong về cái hình của chú Pororo bên ngoài cái bóp viết đựng bút. Yeah, rất xinh phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại nha. Cái miếng mà có cái dây kéo các bạn nhỏ đặt dưới cùng, sau đó là đến cái miếng trên, và cuối cùng là cái miếng mà có hình của chú Pororo nằm ở trên đầu. Luôn chỉ qua cái cây kim mà chúng ta hay sử dụng trong cái móc len á. Cái này chị sử chim xinh không sử dụng kim nhỏ, vì sử dụng kim nhỏ thì chỉ nó rất là nhỏ, sẽ không có đẹp. Ở đây chị sử dụng 7 ly, 6 đến 7 ly thì chỉ này có sẵn trong bộ kit mà khi chúng ta mua. Rồi bây giờ các em sẽ xỏ qua theo kiểu móc xích. Đó, xỏ qua xong một vòng lại và móc ngược lại là các em sẽ có những cái đường đi mũi chỉ rất là đẹp. Hơi mất thời gian một chút xíu, nhưng mà khi các bạn nhỏ khâu bằng chỉ này nó sẽ đẹp hơn là chỉ kia. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó sẽ tạo ra những cái đường viền rất là xinh trên cái bóp viết của các em. Nếu mà chúng ta dán keo thì sẽ không đẹp như vậy và nó sẽ không chắc, nó rất là dễ bong ra. Cái phần hình Pororo thì các em có thể dán được, còn hình này thì chị nghĩ nên khâu, nó sẽ tạo độ chắc chắn khi mà chúng ta mở bóp viết ra vô thì sẽ không có bị rách. Các em nhìn chị Chim Xinh làm thì có vẻ nhanh đúng không nào? Nhưng mà thật ra là chị Chim Xinh đã tua rồi. Tua nhanh nha. Còn khi các bạn nhỏ làm cái công đoạn khâu thì nó sẽ hơi lâu một chút xíu.
Gần xong rồi. Và kết thúc ở cái mũi khâu cuối cùng, các em sẽ thắt nút lại để cho nó không bị tuôn chỉ ra nhé. Rồi dùng kéo, các bạn nhỏ sẽ cắt đi cái phần chỉ thừa. Là ok, đã hoàn thành xong việc khâu cái bóp viết này rồi đó. Yeah. Chúng ta đang làm bóp viết đựng bút là loại 2 ngăn. Đây. Và phía sau nữa. Đó, phía sau là 1 ngăn nữa, ở trên là 1 ngăn nữa, là chúng ta có 2 ngăn. Và tiếp theo các bạn nhỏ lấy một cái băng dính hai mặt. À không phải, đây gọi là cái gì nhỉ? Cái gai dính á. Các em hay thấy chúng ta dính trong quần áo á. Ra những cái hiệu may đều có bán nha. Rồi các em đính vào như thế này là chúng ta đã có thể làm một cái nắp đó, dán ra dán vô. Bây giờ thì chị sẽ bỏ những cái bút vào cho các em coi. Chúng ta có thể bỏ được rất là nhiều bút. Ở đây chị bỏ thử 6 cái bút nhưng mà vẫn còn rất rộng nè. Rất còn rộng nha. Là các bạn nhỏ có thể còn để được nhiều hơn nữa. Phía mặt sau của chiếc bóp viết này, các em có thể đựng vào đây tiền, rồi giấy ghi chú, rồi bút, ngòi bút và rất rất nhiều những cái vật dụng nhỏ nhỏ linh tinh mà các bạn nhỏ có thể để vào phía sau. Vậy là chúng ta đã làm xong cái bóp viết hình chú Bororo 2 ngăn rất là xinh ha. Rất là đơn giản để chúng ta có thể làm. Một ngăn đựng viết, đựng thước kẻ, đựng. Rồi một ngăn sau chúng ta có thể đựng những cái vật dụng linh tinh. Các em muốn mua cái bộ kit này thì có thể gọi điện thoại đến số 0979086789 nha. Đừng quên đăng ký kênh của chị để có thể coi được nhiều video hơn nhé.